Nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố với những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về thống nhà đẹp, giá cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại khu vực công viên view bờ sông thuộc trục đường Tầm Vu, đường cũ của mình là Xô Viết Nghệ Tĩnh, trung tâm phường 26 quận Bình Thạnh nha, để gửi khách hàng mình một căn biệt thự nhà vườn chính chủ đang ở này gửi cho bên Hằng Ni bán á. Đó, ngay công viên cây xanh như trục đường Hoàng Sa, Trường Sa gì đó, vô cùng mát và thông thoáng luôn, một cuộc sống xanh giữa lòng thành phố luôn nè cả nhà. Và Hằng Ni bắt đầu từ phía đoạn này, mình di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Nhà mình thì sát bên trục đường Phạm Văn Đồng, cũng như là cách Riramon chỉ khoảng chừng 200-300m thôi. Và tại đây thì trong bán kính 300m thì mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học luôn á, bệnh viện luôn nha cả nhà. Ngay đây thì mình di chuyển lên một đoạn thôi, hướng phía trên này thì là mình đi lên chợ Cầu Kinh bên trên này nha. Và đi theo hướng lên trên này nè cả nhà, phía bên tay phải của Hằng Ni thì chúng ta sẽ đi ra đường Phạm Văn Đồng, phát bên sân bay Tân Sơn Nhất, cách chỉ khoảng chừng 7-10 phút di chuyển thôi á. Đó, một vị trí phải nói là quá đẹp luôn rồi. Thôi, ngay khu ẩm thực, hệ sinh thái Thanh Đa nha cả nhà. Một vị trí đường xá sạch sẽ là ngay trung tâm quận Bình Thạnh, cách trung tâm quận 1 chỉ 7-10 phút di chuyển thôi. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu từ phía trục đường chính Tầm Vu, mình di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Một căn biệt thự nhà vườn với khuôn đất công nhận lên tới 128m2 á. Đó, ngay phía đường này nè, xe cộ hơi đông một tí, quý hàng đợi Hằng Ni một xíu nha. Em bắt đầu đi qua để chúng ta cùng xem rõ hơn về ngôi nhà nè. Đường phía trước này thì chảy nhựa, rộng 8m, có vỉa hè, cây xanh hai bên, có trên đường luôn. Và phía trước nhà mình thì có bách hóa xanh luôn nè cả nhà. Đó, tiện ích đầy đủ luôn á. Nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục y tế, cũng như là sát bên khu Thanh Đa luôn rồi. Tập trung nhà hàng rất là nhiều luôn. Cà phê, quán ăn đầy đủ luôn á, gì cũng có luôn nha cả nhà. Và từ phía ngoài đường này chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Đây, đường trước nhà của mình thì được trải nhựa, hiện hữu rộng 4m, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ hoặc là xe tải mình di chuyển vào tận nhà luôn. Nhà mình thì nằm sau lưng căn mặt tiền đường thôi cả nhà ơi. Vị trí rất là thuận tiện để di chuyển luôn á. Một căn biệt thự nhà vườn, kết cấu chuẩn là một trệt một lầu nha. Đó, nhà này thì chính chủ mình ở lâu đời rồi, nay mình chuyển qua nhà mới sinh sống cho nên gửi lại cho Hằng Ni giao bán á cả nhà. Đây cùng em chúng ta nhìn ngắm nè. Đó, đợi em một xíu nha. Gia chủ mình có trồng cây xanh phía trước nè cả nhà, vô cùng thông thoáng luôn. Kết cấu là một trệt một lầu, với diện tích chiều ngang là 8m, chiều sâu là 16m. Khuôn đất của mình là vuông vắn từ trước đến sau luôn, công nhận đủ là 128m2, thuộc hướng chính là hướng đông nam nha cả nhà, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là đông tứ trạch. Với công năng sử dụng bên trong nhà rờm, sân vườn phía trước dùng để trồng cây trồng hoa, khu vực phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô, bên trên gồm 3 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng trồng cây trồng hoa đầy đủ luôn á. Nhà mình thì sát bên mặt tiền đường luôn. Giá bán gia chủ mình đang giao cho căn này với giá là 22 tỷ. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà nha. Đó, cùng em chúng đang ngắm nhìn từ phía bên ngoài một lần nữa nè cả nhà. Em đang quay thì trời đang chuẩn bị mưa rồi, cho nên hơi hiu hiu một tí, ánh sáng không được tốt lắm nè. Đó, nhà mình thì còn cũng rất là mới luôn. Chúng ta mua về tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Có thể là mình phân lô ra làm hai lô, mình xây dựng nhà phố cũng được luôn. Ngang 8, dài đến 16m lận. Mình phân ra thì được 2 lô, ngang 4, dài 16 nha cả nhà. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình á, hoặc là chúng ta mua về xây dựng biệt thự cao tầng cũng được luôn. Đó, sơn sửa lại một tí mình dùng để ở cũng được nha cả nhà. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt nè, được gia chủ thiết kế làm khoảng sân vườn phía trước, khu vực để xe ô tô và xe máy bên trong. Nhà mình thì có hai lớp cửa ra vào, một lớp cửa sắt phía trước và bên trong thì thêm một lớp cửa sắt nữa nha. Ngay khoảng này thì gia chủ mình có trồng cây nè cả nhà. Đó, khoảng lùi nè thì khoảng chừng 8 tấc nha cả nhà. Có trồng cây phía trên luôn á, đầy đủ luôn. Bên trên thì gia chủ mình lợp mái ngói nè. Một căn nhà chính chủ.
Và không gian này thì gia chủ mình có thiết kế mái tre bên trên, mình dùng để làm kho để đồ á cả nhà. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan nha. Một căn biệt thự sát bên view sông luôn, rất là thông thoáng luôn á. Nhờ sông á mình có gió trời nè, vô cùng mát mẻ luôn. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình. Tại đây thì mình có khoảng không gian khu vực phòng khách phía trước. Đó, có một lớp cửa sắt, cả nhà, một lớp cửa gỗ ra vào nha, cửa bốn cánh nè. Bên trong thì gia chủ mình đang thờ ông bằng tài thổ địa đó. Đó, căn nhà này chính chủ xây dựng rất là chắc chắn luôn á. Đây, nhìn từ phía này vào bên trong nè. Phía một lối cửa để chúng ta di chuyển vào bên trong phòng bếp, được gia chủ thiết kế làm cửa mái vòm nè cả nhà. Gạch thì ốp cao lên tới 1m6 luôn nha. Em di chuyển bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan tiếp tục. Không gian bên trong này thì được gia chủ thiết kế làm phòng khách thứ hai, phòng sinh hoạt chung liên thông với phòng bếp. Hiện tại thì đồ đạc hơi nhiều. Nhà chính chủ đang ở, đang chuẩn bị dọn qua nhà mới cho nên là đồ đạc nhiều. Khách hàng khi xem thì thông cảm cho bên Hằng Ni nha. Đó, không gian phòng bếp của mình nè, chúng ta có một bàn ăn 6 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Cầu thang được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà cả nhà. Cầu thang uốn lượn lên trên. Nhà này thì chính chủ mình xây dựng để ở, nay đang cần bán nè. Cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực nhà vệ sinh tại đây nha. Khoảng này thì thiết kế làm ô cửa giếng trời thông thẳng là khu vực sân thượng phía bên trên luôn nè. Đó, phía bên dưới này thì mình để máy giặt, máy sấy. Một căn biệt thự nhà vườn sát bên trung tâm quận 1, cách chỉ 7 phút di chuyển thôi, cũng như là sát bên phòng xoay hàng xanh. Tại đây thì căn này chúng ta mua về xây dựng mới, mình xây dựng căn hộ dịch vụ cho thuê á, mà xây dựng tòa nhà 8 nhân cho 16 mét thì rất là to luôn cả nhà. Ngay đây thì chúng ta di chuyển cho khoảng chừng 5 phút thôi là đi ra trường học nè, cũng như là trung tâm thương mại Lê Mạch 81 đầy đủ luôn cả nhà ơi. Sát bên Vinhome Tân Cảng, Vinhome Ba Son đầy đủ luôn nha. Đó, và tầng trệt của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên tại đây nha, dành cho ông bà lớn tuổi không thể nào leo cầu thang cao được á. Mình có không gian khu vực toilet riêng biệt luôn nè. Đây toilet của mình nha cả nhà. Và bên trong thì không gian phòng ngủ, đồ đạc hơi nhiều cho nên Hằng Ni cũng lia máy nhanh, có thể khi xem thì thông cảm cho em nha. Cả nhà mình quan tâm hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Căn này mình xây dựng làm căn hộ dịch vụ cho thuê thì sát bên trường đại học Hutech, đại học giao thông vận tải, quốc tế Hồng Bàng, ngoại thương đầy đủ luôn á. Một vị trí thì ngay trung tâm luôn rồi. Và cùng em bắt đầu chúng ta di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 để tham quan nha cả nhà. Đây, cầu thang thì được gia chủ mình ốp đá, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng gỗ nè. Ngôi nhà này thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 22 tỷ. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Vàng đi sâu trợ khách hàng mình về vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Em di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 phía trên để chúng ta cùng tham quan. Không gian khu vực lầu 1 phía trên này thì gia chủ mình thiết kế ra hai phòng ngủ nha cả nhà. Và một sân thượng phòng thờ ngay không gian khu vực hành lang sử dụng chung nè. Do là nhà biệt thự lâu đời rồi cho nên mình xây nhiều khi không có tận dụng tối đa diện tích. Nhà này với diện tích là ngang 8, chiều sâu lên tới 16 mét lận. Một khuôn đất phải nói là quá đẹp trong thị trường nhà đất hiện nay luôn á, vuông vắn từ trước đến sau luôn. Đó, phía sau này gia chủ mình trang bị cho mình một lớp cửa nè, lớp cửa gỗ có khung sắt bảo vệ rất là kiên cố luôn rồi. Và ngay đây là khoảng không gian khu vực kiến trời ở cả nhà, lúc nãy Hằng Ni quay tại tầng trệt rồi đó. Bên trên này thì gia chủ mình lập mái ngói nha. Không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm tại lầu 1 nè. Mình có toilet sử dụng riêng luôn. Đó, nhiều khi gia đình mình không sử dụng hết luôn á. Còn một phòng này đang làm kho luôn. Và không gian khu vực toilet riêng biệt luôn nè. Căn này thì Hằng Ni còn hỗ trợ khách hàng mình thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Một vị trí trung tâm luôn rồi, sát bên công viên cây xanh. Mình xuống đây tập thể dục thể thao thì phải nói là quá tuyệt vời luôn á. Trong bán kính 300m, 300-500m thôi, chúng ta có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học luôn. Trường mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều có đầy đủ luôn á. Cũng như là tại đây thì xếp bên Vinhome Tân Cảng Lê Mạch 81 luôn cả nhà. Đó, một biểu tượng của Sài Gòn mình luôn rồi. Không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước nè, được gia chủ thiết kế có không gian toilet riêng biệt luôn. Và đây là phòng ngủ nha.
Đó, và trước khi di chuyển ra phía trước để tham quan hàng lia mái ra khu vực phòng thờ của mình đi. Đây, phòng thờ ông bà tổ tiên, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Đó, gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Và khu vực ban công của phòng thờ cũng như là ban công phòng ngủ thì thông nhau nha cả nhà. Đây, ban công sân thượng phía trước, khu vực trồng cây trồng hoa. Nhà mình đó, gia chủ mình đó, đang dọn nhà để dọn về nhà mới đó, cho nên là đồ đạc mình đang để hơi lộn xộn nè, chứ diện tích rộng lắm. Đó, mình có cái ban công thông qua bên đây luôn. Một căn biệt thự nhà vườn, biệt thự sân vườn. Gia chủ mình đang cần rau bán nha cả nhà. Trồng đầy đủ cây xanh rất là thông thoáng luôn. Nhà này thì của chính chủ ông bà mình đang ở á. Đó. Không khí thì phải nói quá trong lành luôn á. Sát bên công viên cây xanh, trục đường tầm vuông, như là Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam mình vậy đó. Đường Hoàng Sa Trường Sa á cả nhà. Vị trí thì quá thông thoáng luôn ha. Cả nhà mình quan tâm hãy alo cho Hằng Ni nha, cho căn biệt thự nhà vườn này. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn chân thành của khách hàng mình, các cô chú anh chị luôn đón xem và ủng hộ cho em. Em xin kính chúc gia đình mình. Hằng Ni xin gửi lời chúc chân thành của khách hàng mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Mình đón xem video một ngày mới an lành, may mắn. Và trong lúc xem em có sai sót chỗ nào, mong gia đình mình góp ý để Hằng Ni hoàn thiện hơn nha. Và em xin kết thúc video tại đây. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Thôi em xin tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.